Nàng với Julian đột nhiên một cô gái cực kỳ quyến rũ xuất hiện. Vì đã độc thân quá lâu nên anh gần như chết lặng trước người đẹp. Cô ấy muốn dùng nhiều điện thoại một lát và Anthony đồng ý ngay lập tức. Nhân lúc cả hai người không để ý, cô gái đó đã lấy trộm điện thoại của Julian và chìa khóa xe của Anthony rời đi. Julian đòi báo cảnh sát, tuy nhiên Anthony lại cho rằng có thể cô ấy đang gặp chuyện khó khăn cần đến xe và điện thoại. Catalia làm nghề gái gọi. Cách đây không lâu cô ấy được mời đến tham dự một bữa tiệc của các quan chức chính phủ cấp cao. Trong căn biệt thự nguy nga tráng lệ là cảnh tượng những cô gái khỏa thân nhảy múa thác loạn bên những gã đàn ông giàu có. Bin, một cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nhưng lại có sở thích giường chiếu biến thái. Kết quả là cô em lên giường cùng ông ta đã phải bỏ mạng. Để không bị lộ chuyện này, Bin đã cử đê vệ sĩ của mình giải quyết rắc rối. Daniel đã tìm tất cả những cô gái gọi ngày hôm đó và nổ súng bắn chết từng người một. Chỉ có duy nhất Catalia may mắn sống sót. Sau đó là cảnh ban đầu. Cô hoảng sợ bỏ chạy đến một nhà hàng và mượn điện thoại của Anthony. Đầu tiên Catalia gọi điện cho Ryder, ông chủ của cô ấy, và kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Sau đó là cuộc gọi cho bạn thân là Bruce Henka nhờ cô ấy chăm sóc con trai nhỏ thêm một thời gian nữa. Trước khi rời đi, Catalia đã lén lút lấy trộm điện thoại của Julian và chìa khóa xe của Anthony. Khi cả hai phát hiện ra, vội vàng đuổi theo nhưng Catalia đã lái xe chạy mất. Catalia đến quầy bán vé làm thủ tục đến Treviso, nhưng nhân viên soát vé đã nhận ra cô là người đang bị truy nã, vội vàng vào trong báo cáo với cấp trên. Giờ đây Catalia không chỉ bị người của Bin truy lùng mà còn bị cảnh sát để mắt tới. Thấy có gì đó không ổn, cô đành lặng lẽ rời khỏi quầy bán vé. Catalia đến cây ATM để rút tiền nhưng tài khoản đã bị khóa, khiến cô bất lực không biết phải trốn đi đâu. Mặt khác, Anthony cảm thấy mình không hợp với nghề đầu bếp, quyết định tìm một công việc mới. Julian lập tức đề nghị cả hai cùng nhau mở một công ty thám tử tư. Bởi vì những người thuộc tầng lớp thượng lưu thường sẽ chi trả một số tiền rất lớn để thuê thám tử. Ngay sau đó họ thuê một căn phòng giá rẻ để bắt đầu kinh doanh. Tuy nhiên ngay bên dưới căn phòng này là một rạp chiếu phim con heo. Họ có thể đến xem miễn phí. Tiếp đó họ thuê Dieter, một cựu quân nhân tàn tật đã xuất ngũ, để làm nhân viên trong công ty thám tử tư của mình. Mặc dù mất một tay và hai chân, tuy nhiên anh ta vẫn rất nhanh nhẹn để xử lý mọi việc. Trong khi đó, Catalia đã chủ động liên lạc với Daniel. Cô lấy đoạn video quay lại cảnh thảm sát tối hôm đó ra để đe dọa anh ta không truy đuổi mình nữa. Nhưng Daniel chẳng hề lo lắng, bởi vì đoạn băng đó được mã hóa bởi quân đội nên sẽ tự lọc những thông tin liên quan đến quan chức chính phủ. Anh ta còn cảnh cáo nhất định sẽ tìm ra Catalia ngay trong ngày hôm nay. Điều này khiến cô ấy chợt nhận ra Daniel đã định vị được vị trí của mình qua cuộc gọi vừa rồi. Catalia ném điện thoại xuống ghế bên cạnh rồi lái xe tấp vào lề đường và đi bộ rời khỏi. Chiếc xe bị bỏ giữa đường gây tắc nghẽn giao thông. Một cảnh sát tuần tra đi ngang qua ngó vào bên trong, thấy chìa khóa vẫn còn cắm trên xe. Anh ta liền lái chiếc xe đi bán. Không ngờ trên đường tới chỗ bán xe, anh ta lại bị một tên sát thủ bắn chết. Sau khi Daniel nhận được tin người trên xe là một cảnh sát, mới biết mình đã giết nhầm người. Chuyện này khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Daniel quyết định cử Helen, một sát thủ chuyên nghiệp, đi xử lý Catalia. Bà ta được mệnh danh là nữ hoàng săn người trong vùng. Sau khi có tất cả thông tin về mục tiêu, Helen đã về quê của Catalia. Tuy nhiên cha của cô ấy có vẻ chẳng hề lo lắng đến việc con gái mình đã mất tích. Bởi vì Catalia bỏ đi làm gái gọi đã lâu, thậm chí còn chả gửi cho ông ta đồng nào. Helen không hề nản chí, để lại danh thiếp cho anh trai của Catalia trước khi rời đi. Lúc này trong người Catalia không có một đồng nào. Cô tận dụng vẻ ngoài nóng bỏng của mình để quyến rũ một người đàn ông trung niên nhờ đưa cô đến nước Ý. Không ngờ trên đường đến bến phà lại gặp một đội cảnh sát đang tuần tra. Ông ta đành lừa Catalia rằng đã đến Ý và đưa cô vào khách sạn, nhưng cô đã sớm nhận ra ý đồ đen tối này. Sau khi dạy dỗ tên dê sồm một bài học, cô lấy hết tiền trong ví ông ta rồi bỏ đi. Đồng thời lúc này công ty thám tử tư của Anthony và Julian cũng bắt đầu hoạt động. Họ nhìn thấy một bài viết trên báo của cha Catalia đăng tin tìm con gái. Anthony chợt nhận ra cô gái trong ảnh chính là người đã lấy trộm chìa khóa xe của mình. Vì vậy họ quyết định sẽ coi đây là công việc đầu tiên của công ty. Anthony và Julian lên đường tìm đến nhà của Catalia. Cả hai phát hiện ra cha của cô ấy chưa từng đăng tin tìm con gái. Họ đang định rời đi thì anh trai của Catalia chạy tới nói rằng nếu đưa tiền sẽ cung cấp thông tin. Anh ta kể ra những khách hàng quen thuộc của cô có thể có manh mối. Trên đường đi họ phát hiện ra có ai đó đang bám theo phía sau, nên anh trai của Catalia lập tức rẽ vào rừng cây bên cạnh. Tuy nhiên chiếc xe mất kiểm soát đâm vào gốc cây lớn khiến anh ta bắn ra khỏi xe. Anh trai của Catalia bị thương nên chỉ có thể đưa địa chỉ cho Anthony và Julian tự tìm đến đó. Sau khi rời khỏi nhà Catalia, địa điểm tiếp theo của Helen là nhà Ryder, ông chủ của Catalia. Ban đầu anh ta nhất định không khai bất cứ điều gì cho đến khi bà ta rút dao ra phi thẳng vào tên vệ sĩ bên cạnh. Không dừng lại ở đó, Helen rút súng ra bắn chết anh ta khiến Ryder vô cùng sợ hãi. Sau một màn tra tấn dã man, cuối cùng Ryder đành phải khai ra nơi ở cô bạn thân của Catalia. Nhận được câu trả lời, Helen nhẹ nhàng bẻ cổ anh ta. Khách hàng quen thuộc của Catalia đưa địa chỉ của Ryder cho Anthony và Julian. Nhưng khi cả hai tìm đến nơi chỉ thấy xung quanh toàn là máu và hai xác chết. Họ không ngờ từ việc điều tra một vụ án mất tích lại trở thành một vụ giết người đẫm máu.
Cả hai tìm thấy một chiếc máy quay tại hiện trường ghi lại toàn bộ những hành động độc ác của Helen. Từ đoạn vi, Anthony biết được mục tiêu tiếp theo của bà ta là Grushenka và lập tức gọi điện cho cô ấy. Grushenka vẫn không tin nguy hiểm đang đến gần. Nhưng ngay khi vừa cúp điện thoại thì Helen đã xuất hiện. Vẫn là những màn tra tấn tàn bạo để ép cô phải nói ra Catalia đang ở đâu. Tuy nhiên Grushenka vẫn nhất quyết không phản bội bạn thân của mình. Mặc dù rất độc ác nhưng Helen có nguyên tắc không làm hại đến trẻ nhỏ. Sáng sớm hôm sau bà ta đã rời đi. Ngay sau đó Anthony và Julian cũng đến đây nhưng Grushenka đang hấp hối vì bị Helen tiêm morphine. Trước khi ngừng thở cô ấy tiết lộ Catalia đang ở khách sạn Splendid ở Batva. Trên đường rời đi Helen nhận được cuộc gọi từ bố của Catalia. Ông ta đưa danh thiếp của công ty thám tử và nói có hai người đàn ông đến đây hỏi về Catalia. Ngay khi lấy được thông tin hữu ích, Helen lập tức giết chết cha của Catalia. Theo địa chỉ trên tấm danh thiếp, bà ta tìm đến văn phòng thám tử và gặp Dieter. Sau một hồi chào hỏi, Dieter nhận ra Helen có gì đó rất đáng nghi. Cả hai tranh giành nhau tờ giấy ghi chú địa chỉ khách sạn nơi Catalia đang ở. Mặc dù Dieter đã rất cố gắng để khống chế được Helen nhưng cuối cùng vẫn bị bà ta chặt đứt cánh tay còn lại. Sau đó cả hai rơi xuống rạp chiếu phim Con Heo ở tầng dưới. Tại Bắt và Anthony và Julian đã gặp được Catalia trong khách sạn Splendid. Nhìn thấy con trai nhỏ vẫn an toàn, cô ấy chấp nhận để Anthony và Julian giúp mình bỏ trốn. Nhưng không ngờ Helen cũng đã đuổi kịp tới đây. Vì bị uy hiếp bằng súng nên Julian đành phải đưa bà ta đến phòng của mình. Cánh cửa mở ra, cả Catalia và Anthony đều hết sức ngỡ ngàng. Đúng lúc đó một người đàn ông mà Catalia nhờ xử lý đoạn băng bất ngờ xuất hiện. Helen không cần mất nhiều thời gian cũng dễ dàng lấy được đoạn băng. Bà ta bắn chết người đàn ông đó, cất cuốn băng vào túi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Helen giơ súng lên định bắn chết Catalia nhưng một nhóm ảo thuật đã bất ngờ gõ cửa. Nhân lúc đám đông hỗn loạn, ba người ôm đứa bé bỏ chạy. Helen nhanh chóng phát hiện ra, bình tĩnh đuổi theo bắn một viên đạn giết chết nữ nhân viên phục vụ của khách sạn. Ba người trốn vào một căn phòng và khóa cửa lại. Anthony buộc ga giường thành một sợi dây dài để mọi người trèo xuống phía dưới. Mặc dù không giết được Catalia nhưng Helen vẫn lấy được đoạn băng mang về đưa cho Daniel. Tuy nhiên sau khi đạt được mục đích, Daniel bắt đầu lộ bộ mặt thật. Vì không biết Helen đã xem nội dung của đoạn băng hay chưa nên anh ta định sẽ giết bà ta để bịt manh mối. Chiếc xe của Helen bất ngờ bốc cháy nhưng Daniel không hề biết bà ta đã kịp thời ra khỏi xe từ trước đó. Helen bám theo người của Daniel và đe dọa anh ta phải nói ra kế hoạch tiếp theo là gì. Hóa ra Daniel đã cử một tên sát thủ khác để thay thế Helen tìm và giết Catalia. Tại khách sạn Riviera, tên sát thủ đã tìm thấy Catalia và Anthony và bắt họ quỳ dưới chân mình. Tuy nhiên trước khi hắn kịp ra tay thì Helen ở tòa nhà đối diện đã bắn tỉa giết chết tên sát thủ. Chứng kiến cảnh tượng đẫm máu khiến cả ba người vô cùng hoảng loạn. Helen bất ngờ xuất hiện và nói đến đây không phải đến để giết ba người. Mặc dù họ đang rất hoang mang không hiểu chuyện gì nhưng Helen không có thời gian để giải thích. Trước mắt để an toàn tất cả mọi người sẽ cùng đến nhà của bà ta. Hóa ra hôm nay là sinh nhật mẹ của Helen. Không ngờ một người đàn bà tàn độc như vậy trước mặt mẹ lại trở nên dịu dàng hiếu thảo. Sau bữa tối, Catalia bất ngờ cầm súng đe dọa Helen phải nói ra lý do tại sao lại cứu họ. Vì vậy Helen đành nói ra toàn bộ sự thật và muốn cùng cả ba hợp tác. Họ lên kế hoạch tham gia một bữa tiệc của quan chức chính phủ. Tối hôm sau, Catalia lợi dụng sắc đẹp của mình quyến rũ một người đàn ông trong danh sách khách mời của bữa tiệc. Sau đó Helen bất ngờ xuất hiện đánh ngất ông ta để Julian thay thế làm khách mời. Cả ba dễ dàng trà trộn vào trong bữa tiệc. Julian chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của đám đông để Helen dễ dàng lẻn lên tầng. Sau khi giải quyết xong đám vệ sĩ ở hành lang, bà ta lấy luôn khẩu súng mang theo. Đồng thời Anthony cũng đóng giả làm nhân viên phục vụ tiến hành khảo sát hiện trường và thông báo cho đồng đội. Sau khi nhận được tin báo, Helen đột nhập vào phòng của Daniel khiến anh ta rất bất ngờ. Helen không muốn nói chuyện phiếm, lập tức yêu cầu Daniel lấy đoạn băng và đưa nó cho Anthony. Sau đó Helen đưa danh sách tài khoản ngân hàng của Bin, bắt Daniel chuyển toàn bộ tiền trong đó về tài khoản của mình. Tại bữa tiệc, Anthony công bố đoạn băng ghi lại cảnh thác loạn của Bin đêm hôm đó. Ngay cả cảnh cô gái bị bạo dâm đến chết cũng được công bố trước mắt đám đông. Bin tức giận ra lệnh cho vệ sĩ lập tức đóng cửa giết những ai đã xem đoạn băng. Lúc này Helen và Daniel cũng bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt. Sau một hồi vật lộn hết sức căng thẳng, cuối cùng Helen cũng hạ gục được Daniel. Đúng lúc này Bin và một đám vệ sĩ cầm súng bước vào. Vì bị vạch trần tội ác nên Bin quyết định sẽ thực hiện một kế hoạch khác. Ông ta sẽ dùng thuốc nổ phi hạt nhân mạnh nhất từng có để giết tất cả những ai tham gia bữa tiệc tối nay. Còn Bin sẽ được vệ sĩ hộ tống rời đi bằng cửa sau. Dưới sự chỉ đạo của Helen, Julian đã bước ra nhảy sexy để thu hút sự chú ý của mọi người. Helen nhân cơ hội đó lao ra bắn chết mấy tên vệ sĩ. Mặc dù bà ta bị thương nặng nhưng tất cả đám vệ sĩ đã bị tiêu diệt. Helen vội vã đưa số tài khoản của mình cho Catalia và bảo sau khi ba người trốn thoát khỏi đây hãy chăm sóc cho mẹ của bà ta. Sau đó Helen lại tiếp tục chiến đấu để yểm trợ cho ba người bỏ trốn. Cuối cùng bà ta ôm thuốc nổ không hạt nhân bước lên xe của Bin và sau đó là một vụ nổ lớn. Cả Helen và Bin đều chìm trong biển lửa. Ba người Anthony, Julian và Catalia may mắn sống sót và nhận được khoản tiền lớn. Bộ phim kết thúc tại đây.